gần canh tư rồi anh em. Em thấy đó, cái nồi zin đó nó chỉ chạy tới đây thôi nè. Xin nữa mình làm xong mình sẽ mở tua luôn. Rồi giờ mình tiến hành mở ra mình làm. Làm xong rồi cho anh xem nha. Là sau khi mình làm nồi xong, mình vớt nè. Để đồng hồ mở tua luôn nha anh em. Thì anh đi rồi. Zin trước khi làm á, nó chạy tới đây thôi. Xong rồi sẽ mở tô leo hết lòng luôn nha. Xử lý chua. Ủa luôn nha. Xe em chủ xe tăng lọc gió đồ chơi rồi nè. Giúp tăng luồng gió nhiều hơn chứ không xăng rồi nha anh em. Anh em nếu mà có zin á, chỉ nó không đủ gió chạy nó hao xăng lắm. Cũng không có bốc nhiều nha anh em. Giờ mình sẽ tiến hành mình lắp lên rồi mình căng cho bạn mình. Xong mình sẽ tốc độ cho anh em xem nha. Rồi đây là sau khi mình gắn nồi vô. Giờ mình sẽ test tạo sao khi làm cho anh em xem.
300 thiện luôn nha. Lập nồi, lập gió. Cầu liên hệ nha. Đây, một tập buổi chiều không vui. Thác dẹp 300. Rồi, ô. Lại một ngày nhiều việc tiếp, mình em chấp nhận.